Đi vòng quanh thế giới với chiếc xe tút tút, hai người đàn ông Anh Quốc đã bắt đầu một cuộc hành trình đi du lịch trên toàn thế giới trong một chiếc xe tút tút, một loại xe kéo có động cơ nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục. Ông Nick Gao và ông Rich Sear đều cùng 28 tuổi, cả hai đều sinh trưởng ở thành phố Bath của Vương quốc Anh. Họ là bạn từ thời thơ ấu và là những giáo viên đam mê công việc và hiểu rõ tầm quan trọng của sự giáo dục cho mỗi trẻ em và cộng đồng toàn cầu. Cho đến nay, hai người đã đi gần 20.000 dặm, nhưng họ chỉ mới đi được một nửa cuộc hành trình của mình. Họ đã bắt đầu tại Anh Quốc vào ngày 13 tháng 8 năm 2012 và đã đi qua các nước châu Âu, châu Phi, Ấn Độ và Nepal trước khi đến Singapore. Ông Gao cho biết họ muốn tập trung vào sự giáo dục toàn cầu. Ông nói 61 triệu trẻ em trong độ tuổi tiểu học vẫn chưa được đi học và tất cả mọi người phải được quyền đến trường vào năm 2015. Mục đích của cuộc hành trình của họ là để thu hút sự chú ý vào vấn đề quan trọng này. 4 năm lên chương trình và tiết kiệm tiền đã cho phép họ bắt đầu cuộc hành trình, trong khi các tài trợ giữ cho chiếc xe tút tút di chuyển. Ông Sia giải thích là 8 năm trước đây họ đã đến Thái Lan và rất thích thú với chiếc xe tút tút. Năm 2000, 189 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, trong đó bao gồm mục tiêu giảm một nửa số người dân sống dưới mức nghèo khổ, ngăn chặn sự lây lan của HIV và AIDS và đạt được mức giáo dục tiểu học trên toàn cầu vào năm 2015. Dữ liệu của UNESCO cho thấy có 57 triệu trẻ em trên toàn thế giới vẫn chưa được đi học trong năm 2011, giảm 2 triệu người so với năm 2010. Một phần của cuộc hành trình của hai người giáo viên là tìm kiếm các dự án giáo dục có nhiều triển vọng để họ có thể vận động sự tài trợ thông qua tổ chức từ thiện của họ là Quỹ Giáo dục Tút Tút. Thí dụ như dự án trường St. Matthews ở Kenya được thành lập vào năm 2005 bởi bà Grace Kiriga cho các trẻ em trong cộng đồng địa phương có thể đến trường. Học phí chỉ có 2.5 Mỹ Kim mỗi tháng, nhưng nhiều gia đình không có khả năng chi trả đã có thể cho con đi học miễn phí nhờ vào Quỹ Giáo dục Tút Tút. Mọi đóng góp mà họ nhận được sẽ được gửi thẳng cho dự án mà họ hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Sia nói, đối với một số trẻ em, tương lai vẫn không có gì là chắc chắn, ngay cả khi họ đã nhận được một nền giáo dục. Cùng với mục đích nâng cao nhận thức về giáo dục, họ cũng có thể phá vỡ kỷ lục thế giới với cuộc hành trình dài nhất trong một chiếc xe kéo có động cơ. Người nắm giữ kỷ lục hiện nay là bà Susie Boxell và ông Daniel Snyder với 37.410 cây số trong năm 2005.